Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phạm Thành Luân. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau tập luyện ca khúc Cơm Đoàn Viên, một sáng tác nữa rất hay của Đông Thiên Đức. Ở bài này thì chúng ta sẽ tập ở gam si thứ. Nốt cao nhất của chúng ta sẽ là nốt pha thăng 4 và nốt thấp nhất của chúng ta sẽ là nốt pha thăng 2. Với hai quãng giọng thì cũng khá là khó hát. Chúng ta sẽ tập chi tiết nhé. Trước khi video bắt đầu thì các bạn đừng quên cho mình xin những lượt đăng ký để đón xem nhiều video tiếp theo trong thời gian tới của mình nhé. Mình sát mẫu, sau đó chúng ta sẽ tập này. Tết này không như Tết qua, con đi làm xa, con không ở nhà. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cha, nhớ cơm mẹ thôi, canh sao khổ quá. Ấy à, ấy ơi, ấy à, nhớ nơi ấy lắm. Ấy à, ấy ơi, chốn này rộn ra pháo hoa, mà cô đơn lạ chẳng bằng nhà ta. Rồi, đoạn đầu thì chúng ta dùng cái âm lượng nhỏ thôi nhé nhà mình nhé. Đây. Tết này không như Tết qua. Ở cái đoạn đầu tiên này, hai từ Tết chúng ta đều luyện. Tết, Tết này, thật nhanh. Tết này không như Tết qua, Tết qua, Tết qua. Rồi, lặp lại nhà mình nhá. Tết này không như Tết qua. Lần nữa. Tết này không như Tết qua, con đi làm xa, con không ở nhà. Ở đoạn đầu tiên này có một cái nốt pha tăng 2. Chữ nhà này rất thấp luôn. Thì mình đừng có gồng quá, mà chúng ta sẽ buông lỏng nhẹ nhàng ra thôi. Và chúng ta hát xuống nốt pha tăng 2 này. Và muốn hát tốt nốt trầm thì chúng ta sẽ tập vào buổi sáng nhiều hơn nhà mình nhé. Nào. Con đi làm xa, con đi làm xa, con không ở nhà, nhà, nhà. Vẫn mở miệng bình thường, mở ngang ra một chút nha. Con đi làm xa, con không ở nhà. Rồi, lần nữa nhà mình từ đầu nhá. Tết này hại một, Tết này không như Tết qua. Con đi làm xa, con không ở nhà. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cha, nhớ cơm mẹ thôi, canh sao khổ quá. Nhớ mẹ, nhớ mẹ, lần nữa. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cha, nhớ cha. Đó. Nhớ, nhớ mẹ, thật nhanh nhé. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cha. Lần nữa nào. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cha, nhớ cơm mẹ thôi. Chỗ này luyến này. Nhớ cơm mẹ thôi, thôi. Chữ nhớ tao luyến lên. Nhớ cơm, nhớ, nhớ. Đó. Nhớ cơm, nhớ cơm. Ở bài này luyến hơn nhiều nhà mình nhé. Nhớ cơm mẹ thôi, thôi. Cánh xào, cánh xào, cánh xào. Đó. Cánh xào khổ, khổ quá. Khổ luyến lên, qua cũng tạm luyến lên. Cánh xào khổ quá. Tập đến đây thì mọi người sẽ bảo tại sao phải chi tiết như thế, tại sao phải cầu kỳ như thế. Thì đối với những người mà thuận lợi tai nghe, thuận lợi giọng hát rồi thì đương nhiên nghe cái là hát được luôn. Mình tập đây để cho những người mà không thuận lợi như vậy, để chúng ta có thể chia nhỏ và tập để có thể hát được cái bài hát yêu thích này của mình nhá. Đó. Nhớ mẹ, làm lại câu này nào. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cha, nhớ cơm mẹ thôi, canh sao khổ quá. Rồi, bây giờ mình sẽ đệm từ đầu đến đó, đến chữ qua nhà mình hát theo nhá. Tết này hại một, Tết này không như Tết qua. Thank you.
tiếp nào. Ấy à, ấy ơi ấy à. Đó. Ấy à, ấy à. Cách luyến thì tương tự đoạn trên thôi. Ấy à, chúng ta luyến về chữ y nhá. Ấy à, ấy à, ấy ơi. Ấy à, ấy ơi ấy à. Ấy à, ấy ơi ấy à. À, chữ a chúng ta hát thấp xuống. Ấy ấy à, ấy ơi ấy à. Nhớ nơi ấy lắm. Nhớ nơi ấy ấy lắm. À, chữ lắm ta lùi lên. Nhớ nơi ấy lắm. Ấy à, ấy ơi. Ấy à, ấy à, lùi xuống. Ấy ấy ơi, ấy ơi. Đó. Nào, à, cái câu này nhá, cả câu này. Ấy à, hai một. Ấy à, ấy ơi, ấy à. Nhớ nơi ấy lắm. Ấy à, ấy ơi. Vẫn là âm lượng nhỏ nha. Một lần nữa nào. Ấy à, hai một. Ấy à, ấy ơi, ấy à. Nhớ nơi ấy lắm. Ấy à, ấy ơi. Rồi tiếp nào. Chốn này, chốn này, chốn này. À, chúng ta sẽ đóng về chữ N ở chữ chốn, sau đó chúng ta luyến nhé. Chốn, chốn này. Lần nữa nào. Chốn này rộn ra pháo hoa. Chốn này rộn ra. Chốn này rộn ra pháo, pháo hoa. Pháo hoa, pháo hoa. Làm lại. Chốn này rộn ra pháo hoa. Âm lượng nhỏ nha. Chốn này rộn ra pháo hoa. Pháo hoa. Mà cô đơn là chẳng bằng nhà thơ. Mà cô đơn, mà cô luyến lên. Đơn luyến xuống. Mà cô đơn. Lấy xong luyến xuống ở chữ đơn nha. Mà cô đơn là chẳng bằng nhà thơ. Ta chúng ta hát mạnh nhưng mà cái âm lượng nhỏ thôi. Mở ngang ra một xíu. Làm lại. Cái chỗ này còn khó hơn đoạn điệp khúc nhà mình ạ. Chốn này rộn ra pháo hoa. Mà cô đơn là chẳng bằng nhà thơ. Rồi mình sẽ đệm từ ấy à nhà mình nhá. À, bản này thì thực ra hát với cả nhạc beat sẽ hay hơn. Tại vì có nhiều cái nhạc cụ nó có thể đệm hơn. Chứ còn đọc với cả piano thì nghe nó hơi khô, hơi thô một tí. Mình chủ yếu là sửa cao độ cho nhà mình thôi. À, chứ đệm nó không hay. Ấy à, hai một. Ấy à, ấy ơi ấy à. Nhớ nơi ấy lắm. Ấy à, ấy ơi. Chốn này rộn ra pháo. Chúng ta sẽ đi luôn. Thành phố lớn, Tết đến càng cô đơn. Cái môn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Nào, thành phố lớn. Ở đây thì chúng ta có một cái lực lớn hơn, âm lượng lớn hơn. Thành phố lớn. Chữ phố ta lùi lên này. Thành phố lớn, Tết đến càng cô đơn. Chữ cô lùi lên. Đó. Thành. Làm lại, 2, 1. Thành phố lớn, Tết đến càng cô đơn. Cái bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Cái bôn ba chỉ muốn, quay lối. Muốn, và lối chúng ta luyến lên. Muốn quay lối về. Chứ về chúng ta luyến xuống. Lối về nhà. Rồi, lần nữa nào. Thành phố. Nhà mình đi nhá. Thành phố lớn, Tết đến càng cô đơn. Cái bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Ở đây thì câu nó hơi dài một xíu, thì nhà mình có thể lấy hơi. Thành phố lớn, Tết đến càng cô đơn. Thì chúng ta lấy hơi. Cái bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về chúng ta lên xuống nhá. Nhà ngân dung và mở ngang. Một lần nữa nào. 2, 1. Thành phố lớn, Tết đến càng cô đơn.
kê bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà, về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện Tết năm đây bữa cơm nghèo đoàn viên. Chứ kể này thì chúng ta có thể hát bằng giọng to lên cũng được, nhưng mà mình khuyến khích thì chúng ta dùng âm lượng nhỏ thôi, lực vẫn đủ và đủ cao độ ở nút pha thăng nhà mình nhé. Về bên chúng ta luyến luôn này. Về bên nhau nghe nàng, về bên nhau nghe nàng xuân. Xuân ta luyến lên. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện. Kế này chúng ta. Kể chuyện. Chứ không phải là về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện. Đó thì đoạn 2 chúng ta với một cái tiếng nhạc, tiếng trống mạnh mẽ hơn, dồn dập hơn chúng ta mới dùng cái âm lượng như vậy nhé. Còn đoạn đầu tiên thì chúng ta dùng một cái âm lượng nhỏ thôi. Nhưng cố gắng là gì? Nốt cao thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái lực. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện. Nha. Một lần nữa nào. 2, 1. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện. Tết đông đầy bữa cơm nghèo. Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Đoàn chúng ta luyến lên nhà mình nha. Tết đông đầy hát thẳng. Tết đông đầy bữa cơm. Đấy, bữa luyến lên, cơm hơi đổi xuống. Bữa cơm nghèo đoàn viên. Viên ta mở từ từ vào âm lượng nhỏ và đóng với chữ N ngân dung. Nha nhà mình nha. Nào. Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Rồi bây giờ mình sẽ đệm từ đầu điệp khúc đó đến chữ đoàn viên nhà mình đi theo nhá. Bài này không ngắn nhưng mà nó nhiều cái chi tiết nhỏ. À không dài nhưng mà nhiều chi tiết nhỏ. Nào. Thành phố 2, 1. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện. Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Chúng ta sẽ đến với câu thứ 3 nhé. Câu thứ 3 thì gần như là câu đầu tiên thôi. Ngỡ sẽ gây bác chút nhọc nhằn thấy cha. Nhưng biết đâu là mỗi xuân mê mỗi già. Đấy nha. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thấy cha. Ngỡ sẽ chúng ta luyến lên này. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thay chúng ta luyến lên, đổi với chữ y chúng ta mới luyến nhá. Thay cha, nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Mỗi ta luyến lên cho đổ xuống luôn, đổi với chữ già nha. Nào. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thấy cha. Nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Âm lượng nhỏ chứ mỗi già thôi nhà mình nhá. Một lần nữa nào. Ngỡ. Nhà mình đi theo này. 2, 1. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn thấy cha. Nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngỡ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả. Chỗ này lại là nốt pha 4 này, pha tăng 4 này. Ngỡ sẽ gánh. Chữ sẽ luyến lên. Ngỡ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả. Nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Đó. Ngỡ sẽ gánh thay mẹ. Lần nữa. Ngỡ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả. Vất thì chúng ta hát chữ ơ, sau đó chúng ta đóng với chữ tờ, chữ tê. Và đóng với chữ tê chúng ta luyến lên xuống, đổ xuống. Vất vả. Và chúng ta mở ngang nha. Ngỡ. Làm lại này. 2, 1. Ngỡ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả. Đông tao luyến xuống. Nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng. Chỉ tao luyến lên. Chỉ thêm nặng. Vai tao luyến lên, đổi chữ y, xong ra chúng ta mới sang chữ cha.
nhưng biết đâu là chỉ thêm nàng vai cha. Ngân và Dung ở chữ A nhà mình nhé. Rồi, mình sẽ đi lại nguyên cái câu cuối cùng này. Ngờ 2, 1. Ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nàng vai cha. Đó, bây giờ mình sẽ đệm lại hai câu cuối cùng. Nhà mình đi theo nhá. 2, 1. Ngờ Ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nàng vai cha. Đó, bài này thì khá là ngắn thôi, ngắn nhưng mà hát rất là khó để thể hiện. Thành phố lớn, mình sẽ đệm cả khổ này. 2, 1. Thành phố lớn, Tết đến càng cô đơn, kẻ bôn ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện, ngờ sẽ gánh thay mẹ một chút vất vả, nhưng biết đâu là chỉ thêm nàng vai cha. Đó. Rồi, vừa rồi thì chúng ta đã cùng với nhau tập luyện xong ca khúc Cơm Đoàn Viên, và hy vọng với những dẫn vừa rồi thì giúp nhà mình có thể hát tốt hơn ca khúc này nhé. Đây là một ca khúc ngắn, tuy nhiên chúng ta phải chia nhỏ để chúng ta có thể tập được những cái đoạn luyến láy. Chúc các bạn tập luyện thành công, và trước khi video kết thúc thì các bạn đừng quên cho mình xin những lượt đăng ký, những lượt chia sẻ và hãy comment những ca khúc các bạn yêu thích phía dưới, chúng ta sẽ tập với nhau nhiều hơn trong thời gian tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.